Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020. Tôi xin tương tác trả lời một quý khán thính giả của chương trình Góc Nhìn Hoàng Di Hùng. Một quý khán thính giả gửi cho tôi một video clip mà ở tại sân bay có một số người khách nhất là một khách nam đã phản ứng dữ dội vì cho rằng đồ ăn không được tốt để đưa ông đi cách ly người bạn đó hỏi tôi rằng là thái độ đó thì như thế nào xin luật sư hoàng duy hùng cho ý kiến Uh, thưa quý vị uh, đề tài ngày hôm nay tôi làm đó là miếng ăn là miếng nhục tất cả mọi người trên thế giới ngày hôm nay đều biết chống dịch covid giống như là chống giặc rồi nước nào cũng vậy ngay cả hoa kỳ tổng thống donald trump cũng gọi đây là một cuộc chiến vô hình và một kẻ thù invisible enemy là COVID-19. Ở Việt Nam thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã nói rằng là chống dịch như chống giặc. Đất nước ở trong tình trạng chiến tranh. Thế giới đang ở trong tình trạng chiến tranh. Quý vị thấy rằng là hôm nay đó nữ thủ tướng của nước Đức là bà Angela Merkel, bà cũng phải đi cách tự cách ly. Vì bà đã nhiễm Covid-19. Hôm qua bà có lên truyền hình, bà nói một bài diễn văn rất xúc động về dịch Covid này sẽ lây lan đến nhiều người làm tê liệt quần mấy quốc gia. Mọi người phải phấn đấu, chứ không phải là ngồi lại ý y nơi người khác. Mình giúp cho ai được thì giúp, chứ không phải đợi cho ai giúp mình. Đó là quan niệm của nữ thủ tướng Angela Merkel trong cái giai đoạn khó khăn này. Dầu chính mình khó khăn đi nữa đó, thì mình cũng cố gắng mình xem thấy có ai khó khăn hơn mình để mình giúp chứ không phải là mình đợi cho người ta giúp mình thì mới chống được dịch Covid thành công. Quý vị cũng thấy tổng thống nước Ý ngày hôm qua khi nước Ý lên cái con số mà tử vong quá cao, nguyên ngày hôm qua không là đã gần ngàn cả ngàn người. Nước Ý bây giờ là mức tử vong là cao nhất hơn 6.000 người. Thì Tổng thống của nước Ý đã khóc ròng. Ông đã nói là ông cảm thấy rất là bất lực và cảm thấy như nước Ý bị trói chân, trói tay. Mong rằng có một phép lạ, mong rằng có một cái gì đó để cứu nước Ý. Nhưng mà tất cả những cái sự mong nơi ông trời đó là một phần thôi phải tận sở năng tri thiên mệnh mỗi một người dân ý bây giờ là phải ý thức và cộng tác với chính phủ để chống dịch covid đức giáo hoàng francisco lúc 9 giờ tối vatican kêu gọi sự cầu nguyện của cả thế giới hiệp thông nhưng ngài cũng nói đó là trời là một cái Nhưng mà con người phải làm hết mình phải nhớ là mới tất cả những cái bổn phận gì của mình để cho con dịch nó qua đi nhanh chóng rồi ở tại tây ban nha thưa quý vị cái cảnh này là mới đau lòng là tivi cho thấy rằng là nhiều cảnh sát tới đã coi thử kiểm tra các cái những người già thì có những người già đã chết ở trong đó quý vị biết là ở bên âu châu ở nước mỹ thường thường những người già họ ở một mình hay là họ được vui dưỡng lão nếu mà họ ở ngoài đó thì họ có chút khái giả con cháu tới thăm nhưng trong mùa dịch này đó thì nhiều khi con cháu cũng ở nơi xa cũng bị trục trặc máy bay không về được hoặc là họ gặp những khó khăn cho nên cũng không thăm kiến được những người già những người già đó khi bị bệnh đó, không ai chăm sóc Người ta nói rằng là cái cảnh mà bỏ rơi những người già ở Tây Ban Nha đó, Họ dùng cái danh từ là bỏ rơi thưa quý vị Abandon Tức là bỏ rơi đó. Rất là thê thảm ở bên Tây Ban Nha Vậy thì Đây là một cuộc chiến thực sự Khắp nơi trên thế giới Mọi người phải mở rộng lòng ra Chứ không còn nghĩ đến mình nữa mình thấy ai gặp khó khăn hơn mình thì mình cố gắng giúp đỡ nên người mà ở người việt nam ở nước ngoài đó đó cái người đàn ông đó nó về tôi thông cảm cho ông đó là ông nghĩ ông về để đi chơi hay du lịch nhưng mà đây không phải thời gian khác nhau rồi không thể nào mà nói đi chơi đi du lịch để rồi ông phản ứng một cách rất là không có hợp tác. Ông còn kêu gọi những người đó là quay phim này là cơm sống là đủ thứ để tưởng là để làm dịu nước Việt Nam hay sao? Chính việc làm ông kêu gọi người này người nọ quay phim đi là ông tự làm xấu ông. Người ta còn coi thường ông. Giờ này là giờ mà đang cả nước chống dịch mà những quân nhân người ta đã hy sinh ngày đêm Người ta nấu cơm nhiều khi có lỡ chút xíu mà sượng thì thôi nếu mày không ăn thì thôi nhịn đi. Chứ đừng kêu là cơm này cho chó ăn chưa được nữa. Thật sự ông nói như vậy cái phần đó để cho chó nó ăn là đúng hơn, nó còn xứng đáng hơn. Phần đó để cho chó nó ăn còn xứng đáng hơn. Cả đất nước, thí dụ như là trường hợp ở bên Tây Ban Nha, nó có những cái người già cả, nó không ai chăm sóc, mong chỉ có một miếng cơm ăn cho đàng hoàng cũng không được dầu ông có về việt nam ông có thấy rằng là cơm nó sống nhưng mà ông còn có người này người nọ ở trên cái cảnh đó ông còn có miếng ăn còn những người khác không có nếu trong cảnh bình thường thì ông có thể ông đặt những cái câu hỏi điều kiện thêm nhưng mà giai đoạn này là giai đoạn đất nước đang chống giặc mà ông cũng là người việt nam mà ông cũng đã biết cả thế giới đang chống giặc thì nếu mà có phải bị đói đói thêm một ngày hai ngày cũng không sao vì tướng tá của ông cũng còn phốt pháp lắm nhớ mà Nhớ mà phải bị đói đó thì đó cũng là cơ hội để rửa sạch ruột cho ông biết đâu được trị được bao nhiêu bệnh đó nên nhịn một ngày ngày cũng không sao nếu có đây nhìn có một bữa à nhìn một bữa mà ông làm giống như là trời sụp tới nơi ông la lối như vậy Đúng là một miếng ăn là một miếng nhục Ăn kiểu đó không hay Ăn kiểu đó là ông tự làm nhục bản thân ông Và làm nhục cho gia đình ông Làm nhục lây cho những người hải ngoại Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Những người hải ngoại là giống như vậy hết Tại vì trong hàng bao nhiêu ngàn người Thì chỉ có một người cá thể như vậy thôi thưa quý vị Chứ có rất là nhiều người hải ngoại về họ khi họ đi cách ly họ đóng góp được cái công sức của họ gì đó như là lau chùi rửa bát rồi dọn dẹp rồi gì thì họ đều làm hết đó là nghĩa cử cao đẹp tôi ca ngợi những người hải ngoại đó có những người họ biết điều như là ở tại sân ở tại sân bay họ rất là biết ơn các tiếp viên họ không có bao giờ mà có cái thái độ hống hách đó là điều tốt vì đất nước đang trong thời gian chiến tranh mà vậy thì chúng ta cũng có những cá thể như những người đàn, như người đàn ông đó nhưng mà đại đa số là những người hải ngoại về họ biết điều được người dân Việt Nam thương mến và tôi cũng biết là người dân Việt Nam chúng chỉ chỉ trích tối tính cách cá thể đó mong rằng những cái người như vậy đó hãy nhìn đến cả thế giới đi và hãy nhìn đến nước Việt Nam bây giờ đừng nghĩ rằng là bây giờ chỉ nghĩ đến cho bản thân mình thôi người ta cười mình giờ này là giờ mà cả thế giới lên sốt vó vì chiến tranh chống Covid là kẻ thù vô hình thì mình cũng nên văn hóa và hãy hỏi câu hỏi là mình đã giúp được gì cho những người khác chứ không phải là để cho ai đó lo cho mình Thưa quý vị, đó là quan niệm của tôi. Đó là góc nhìn của tôi cho cái câu hỏi của người bạn mà hỏi tôi về cái sự những cái biến cố những người Việt nhất là về trước đây là người nữ bây giờ có người nam. Thì tôi xin trả lời đó là góc nhìn những người nam đó không phải là cho tập thể mà đó là chỉ cá thể. Xin quý vị nếu có phê bình thì cũng phê bình trong tự chế và trong những ngôn ngữ văn hóa. Còn người đàn ông đó, cách hành xử đó, tính là để chế diễu nhà nước Việt Nam, chế diễu người Việt Nam, gọi rằng là cái miếng cơm đó là sống là sượng đều đòi quay rồi đưa lên trên thế giới đó. thì chính hành động đó của ông là ông tự làm nhục ông chứ không phải ông làm nhục nhà nước Việt Nam đâu. Nếu quý vị thấy chương trình này hữu ích xin quý vị bấm vào cái chuông để có những chương trình mới thông tin đến quý vị ngay cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình với tôi hoàng duy hùng từ houston texas trong kênh góc nhìn hoàng duy hùng